Xin chào quý khán giả đang theo dõi video tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV của mình nha. Trong cái bản tin trưa chiều ngày hôm nay có những cái thông tin khá là nóng liên quan đến drama của căn nhà số 5. Một cái thông tin khá là mới mà nhiều người người ta đồn đoán rằng cái mục đích của ông chú Bảy, ông tổ chức cái báo hỷ với bà thím Bảy là coi như là để lấy danh phận cho cái bà này. Tại vì coi như là cũng đề phòng phòng hờ thôi. Vì nếu mà sau này ông chú Bảy có vấn đề gì thì sợ cô cháu gái lại tiếp tục thực hiện theo muốn thầu cái đám giống như là ông Năm trước đây. Đó thì nhiều người người ta cũng râm ran như vậy. Nghe thì cũng có vẻ khá là hợp lý. Thì trong cái video clip này cũng có cái cuộc trao đổi với một cái chú khán giả là fan của căn nhà số 5. Sẽ chia sẻ những quan điểm ý kiến của mình về cái câu chuyện của ông chú Bảy đi. Xin mời chú đóng góp ý kiến ạ. Dạ, trước tiên tôi chào anh và tôi chào cộng đồng mạng. Thì thật lòng ra mà nói á, nếu một cái người dân bình thường thì người ta làm cái đám hấp hôn cũng làm cái điều tốt cho cái hạnh phúc về già. Nhưng mà cho ở hình ảnh của gia đình anh Bảy thì chúng ta thấy là quá nhiều những cái mưu mô toan tính trong đó, thì tôi cũng đồng tình với cái quan điểm mà anh đưa ra là làm cái hấp hôn này để hợp thức quá vấn đề đứa con kia của anh Bảy nó trở thành đứa con hợp pháp. Và cái hậu thế sau này anh Bảy thì chúng ta cũng đã thấy rồi, không biết là nay còn mai mất gì đó thì cũng là nó cũng bất trắc lắm. Nên nó là anh Bảy làm như vậy thì để hợp thức quá, chứ nếu không thì sẽ xảy ra cái cảnh là bạo đám tang. Thì chắc chắn một cái điều, nếu anh Bảy nằm xuống mà anh Bảy nằm xuống mà không lo trước cho đứa con họ Trần đó, nó danh phận cho nó học pháp, thì rõ ràng mẹ con cô cháu gái sẽ vào làm bầu đám tang nữa thôi. Thì cái kết của con kia của anh Bảy nó sẽ có những cái vấn đề ngang trái hơn nữa. Tại vì lần này là chắc chắn một cái điều, nếu mẹ con cô cháu gái vào trong cái cuộc mà tang điếu anh Bảy đi, thì rõ ràng đó là sẽ có nhiều cái là cơ sở hơn, nhiều cái mưu mô hơn, thì sẽ dễ thành công hơn. Nên anh Bảy làm cái chuyện đó thì tôi thấy Âu cũng là một cái chuyện đó là hờ trước đón sau, thì đó là cái điều tôi thấy hết sức là đồng ý theo cái góc nhìn của và cái sống của anh Bảy thôi. Chứ còn thật lòng ra mà nói thì quá đau buồn. Anh Bảy là một con người đã từng tuyên bố là nghệ sĩ lớn, cả gia đình là đều nghệ sĩ lớn cả, mà đã từng chà đạp và từng là khi dễ cộng đồng mạng, khi dễ là bà con là bò gì này kia nọ, thì bây giờ anh Bảy là nhờ cộng đồng mạng để trở thành một nhân chứng sống để là cứu giúp cho cái hoàn cảnh hậu thế của mình khi lúc qua đời. Thì đó là cái điều mà tôi thấy nực cười trong cái giới nghệ sĩ. Tại sao á là họ phải có những cái mưu mô toan tính? Và thật sự ra mà nói thì anh Bảy đi một nước cờ quá hay. Trước tiên nếu như ai có đi đến cái đám hấp hôn đó thì dứt khoát cũng phải có một cái phong thư. Thì đầu tiên anh Bảy, chị Bảy tôi sẽ có cái hiệu quả về kinh tế, và sau đó sẽ có một cái vấn đề gọi là ngừa trước đón sau cho đứa con á là khác họ của mình, để rồi á là mang cái danh phận là cháu đích tôn của anh Năm. Đó là cái điều mà chúng ta thấy là anh Bảy không nên làm trong nghệ thuật, mà anh Bảy hãy bây giờ trở thành một gọi là một cái là nhà nghiên cứu về những cái xảo thuật ở đời. Thì đó là mấy cái điều gọi là chính xác hơn ạ. Và mời anh có ý kiến ạ. Dạ thì cái ý kiến này thì nhiều khán giả người ta phân tích thì cũng cảm thấy khá là hợp lý. Thì rõ ràng trước đây hai vợ chồng của ông này sống chung với nhau thì coi như là chỉ là sống thôi, chứ còn đâu có mang danh phận, đâu có một cái giấy tờ gì để chứng minh họ là vợ chồng gì đâu. Nên đây cũng là một cái bước đi. Không biết là có cái sự tư vấn của bà thím Bảy hay là không. Rõ ràng thì chắc khả năng là không phải là cái tiệc báo hỷ này là để coi như là chứng minh tình yêu của chú Bảy dành cho thím đâu, mà họ có cái mục đích khác đó chú. Và thêm một cái thông tin mới về anh Hải, tức là chồng của chị Loan, mấy ngày hôm nay thì cũng rất là ít xuất hiện ở tầng nhà số 5. Và hôm qua sinh nhật bé Bill thì cũng không thấy anh luôn. Thì nói chung là cái lũ YouTube bận ở bên kia nó lại dựng chuyện đó, anh Hải là đang có biến. Không biết là có vấn đề gì xích mích với chị Móm hay là không. Nhưng mà thời gian gần đây là không thấy anh xuất hiện luôn nha. Nhưng mà nghe thông tin từ một số người thân chia sẻ là anh đang bận cái công việc xây nhà cho bên nội đó. Anh về với nhà nội thì có công việc riêng thì bình thường thôi. Còn ở nhà số 5 thì có chị Móm thì chỉ lo lắng cái công việc buôn bán kinh doanh, thì phụ nữ thì người ta sẽ
tỉ mỉ, nó chỉnh chu hơn, cái chuyện rất bình thường, mỗi người một việc mà. Còn những đứa con thì để cho người khác, để cho mấy cái cô mà người làm ở đó chở đi học rất là bình thường thôi. Thế mà bên kia nó lại công kích, nó tiếp tục gây chia rẽ cái tình cảm của vợ chồng anh Hải và chị Loan. Tụi nó tiếp tục nói là tại sao anh Hải cái thời gian vừa qua là không hề có một động thái lên tiếng làm gì cả. Thì nhiều khán giả người ta nói là rõ ràng anh Hải là một người rất là ít nói, quan trọng là cũng luôn động viên và ủng hộ vợ mình trong những cái lúc mà khó khăn đó. Như vợ chồng người ta tâm sự đâu có thể cái chuyện gì người ta đem lên mạng, phải không chú? Đó là cái chuyện riêng tư, người ta tâm sự những cái lúc mà vợ chồng ở bên nhau đó là chuyện bình thường thôi. Tụi nó cũng lên nó bới móc kiếm chuyện, thì chú nhìn nhận cái góc độ như thế nào về cái lũ YouTube bẩn bên kia nó công kích vợ chồng của anh Hải à? Dạ thì ở đây tôi thưa cùng cộng đồng mạng và cùng anh, và nói chung là dạy cho bọn YouTube bẩn chuyên á là đào khoét cái gia đình của chị Móm, thì nói như thế này: thật sự ra cái người đàn ông có nội lực và có tâm tính vì gia đình thì họ cũng phải là vợ chồng thì phải làm một cái việc khác, rồi vợ là lo âu toan mua bán thì để cái gia đình ngày càng giàu hơn, khá giả hơn, chứ không phải là cái loại đàn ông thứ nhất là như anh bãi kia chúng ta là đứng lên đó là tranh giành tài sản của người khác. Rồi thứ hai nữa, cái loại đàn ông chúng ta thấy không, đó là cô vợ thì ở trong này là mua bán hàng online, bán bún bò gì đó, thì thằng thằng chồng đã lại hèn nhát đi ra làm một cái gã giữ xe. Thì như vậy chúng ta thấy nó có tốt đẹp cho cái loại đàn ông Việt Nam, nhưng cho cái người đàn ông Việt Nam chúng ta hay không? Tại sao không có là sức dài dai dài rộng vươn ra xã hội như cái anh Hải chồng của chị Loan, để là tìm những cái công việc để là phụ thêm cho gia đình ngày càng phát đạt, còn đằng này trở thành một cái kẻ giữ xe, thì như vậy mới tốt hay không? Phải cái gì lũ YouTube bẩn đó, chồng và vợ á thì để giao tiếp với xã hội với nhiều người, mình đóng cái vai á là hờ hững đó để rồi á là phụ đó đếm tiền đám tang, rồi phụ xài tiền đám tang, rồi á là trở thành một gã giữ xe. Như vậy rồi đối với góc nhìn người Việt Nam chúng ta có tôn trọng loại đàn ông đó hay không, có tôn trọng loại đàn ông mà như là anh Bãi nữa hay không? Ra cộng đồng mạng xỉ xỏ mày mày tao tao với đứa con gái là tuổi cũng con mình, để rồi tranh giành đoạt lại tài sản của cha nó. Thì hai loại đàn ông, thứ nhất giữ xe để cho vợ mình giao tiếp với xã hội, thứ hai loại đàn ông đứng tuổi để tranh giành tài sản với một đứa cháu gái đến tuổi con mình, thì xin thưa như vậy có tốt không bà con? Rồi quay lại vấn đề của anh Hải thì tôi thấy rõ ràng người ta là người đàn ông phải là chủ gia đình, vợ mình bán buôn là cái chuyện vợ mình kiếm tăng thêm thu nhập cho cái gia đình thêm khấm khá, bản thân mình cũng phải là lo làm cái gì đó là để gọi là phụ giúp mới xứng đáng là một trụ cột gia đình. Bởi từ lâu, tại sao tôi nói như vậy, thì rõ ràng anh Hải và cái chị Loan này cũng đã từng ở những trong cái căn nhà khổ sở, rồi họ cũng vẫn vươn lên, họ vẫn giữ được cái chữ hiếu đạo, thì bây giờ rõ ràng trời cho họ đó là cái cuộc sống ngày càng phát triển. Thì bên cạnh đó anh Hải là có cần lên cộng đồng không? Chúng ta thấy những loại đàn ông đó là bẩn thì lên cộng đồng này kia kia nọ tranh giành, còn anh Hải vẫn âm thầm cái nội lực của người ta, cái toan tính của người ta, thì người ta cũng phải là phụ giúp gia đình cho ngày càng tốt đẹp hơn, giàu sang hơn, chứ không được gì cả. Nhưng mà vì đó là những cái mõm thối đó thì họ phải là nói như vậy để gọi là hả dạ thôi, vô cơ sở thôi. Và mời anh có ý kiến à? Dạ thì con cũng hoàn toàn đồng tình ý kiến của chú. Rõ ràng là lấy cái câu chuyện chồng của chị Loan đi so sánh với lại ông chú Bảy là hai cái nhân vật nó tương phản hoàn toàn ha. Một người thì rõ ràng người ta là sức dài vai rộng, mình đàn ông mình phải là trụ cột của gia đình. Từ trước khi mà dọn về nhà số 5 thì hai vợ chồng vẫn là tình nghĩa son sắt, cũng lo cho năm đứa con, và bây giờ vẫn đi lo có công việc riêng của mình. Còn chị Móm thì bán hàng thì mỗi người một việc mà, chứ đâu phải chú Bảy đâu. Chú Bảy thì thực sự là đi giữ xe cho cô vợ thì thấy nó cũng khá là được cười đó. Thì thực sự là còn suốt ngày lên trên mạng rồi thách thức người này rồi mày mày tao tao với con gái của anh của mình để mà tranh giành tài sản là một chuyện người ta không thể chấp nhận được. Và cái điều đó thì khán giả người ta xem người ta tự cũng tự nhận thấy. Và một cái thông tin chia sẻ thêm về nhắn thêm anh như thế này, thì cái loại đàn ông của rể căn nhà đó thì cái anh Long gì đó
thì anh cũng là một cái gã sử giữ xe cho bún bò rồi bị mất xe đó, anh còn nhớ không à? Dạ dạ nhớ. Đó, đó đó cũng là cái loại đàn ông đó cũng không được nên so sánh với chồng của Hồng Loan. Chồng Hồng Loan sao đi đâu cũng vẫn là hình ảnh trụ cột chồng của Hồng Loan. Tôi đồng ý quan điểm đó là ở chỗ anh Hải, còn ở này là sao? Là cái cô bún bò, cô cháu gái và làm chủ căn quán thì cái anh Long gì đó anh sẽ là một gã giữ xe, có phải hèn hạ hay không, có phải đàn ông chủ trụ cột gia đình không? Yeah. Trụ cột gia đình vươn ra xã hội để là bới tiền những cái vấn đề gì trên cơ sở hợp pháp thượng tôn pháp luật để làm giàu cho gia đình, còn đâu phải là cái loại đàn ông để là trở thành một cái gã giữ xe cho một cái tiệm bún bò tồi tàn như vậy. Đó mới phải là đáng hèn hạ, đáng cười chê cho nó. Yeah. Là đàn ông Việt Nam chúng ta. Và mời anh có ý kiến à? Dạ thì nói về cái nhân vật chồng của cô cháu gái thì thực sự là dùng hai cái chữ là không có bản lĩnh, thực sự là như vậy. Đàn ông người ta sức dài vai rộng là người ta đi ra đời người ta kiếm tiền, còn cái khứa này thì nhiều người người ta cũng lên 30 móc là cũng đi bám váy bên nhà vợ để sống nương nhờ cái nhà ông cậu của mình, mà đây là vai vế một cô cháu gái khác họ thôi, thực sự là không thể chấp nhận được. Đó, người ta sức dài vai rộng phải đi la kiếm tiền, dù gì mình tích góp mua một cái căn nhà nhỏ để mà lo cho vợ cho con của mình cho nó êm ấm, còn nó có chuyện mà lo cho mẹ thì mình chưa có biết là như thế nào. Nhưng mà nói thực sự với cái nhân vật này thì nhiều người cũng cảm thấy là khá là ê chề và nhục nhã, không đủ xứng đáng là một người đàn ông của gia đình đó, thì để cho mẹ con của họ là nó suốt ngày cứ tranh giành đồng sở hữu căn nhà số 5, một cái điều mà vô lý và không có căn cứ một tí nào luôn đấy chú. Dạ, để tiếp lời của anh như thế này thì rõ ràng cái loại mà nói là người đàn ông Việt Nam làm chồng á, nó chẳng ra gì, nó mới để cho con vợ của mình nó đi làm những cái chuyện trái với luân thường đạo lý, cướp giật tài sản của con người ta, con gái người ta để về là sinh sống đó. Tôi mạn phép không nhắc tên cái anh chồng đó, nhưng tôi nói bà con cũng biết, và cái đau đớn và cái mà trái với mà luân thường đạo lý là vậy. Mình là một người chồng á, là nhạc gia của mình, nghĩa là ông già vợ đã là yêu thương vợ mình như vậy, mà mình không xây dựng được để cái sợi dây huyết thống của cha con vợ mình đó là nó được im thấm và nó được sâu sắc. Còn này ảnh mặc nhiên chỉ biết đóng một cái vai là không nói, nhưng mà tiền đưa bao nhiêu thì tôi sẽ giữ hết bà ơi, mới là đáng hổ thẹn cho cái loại đàn ông đó, và đáng cần phải là gạch mặt và loại trừ họ trong cái đời sống cộng đồng của người Việt Nam. Chứ nếu xã hội chúng ta nhìn đi những loại đàn ông như đó là anh Bãi và anh Long gì đó thì rõ ràng cái đất nước chúng ta sẽ là mẫu hệ rồi, không còn đàn ông chúng ta sẽ không còn giá trị nữa, mà trở thành một ký sinh trùng mà giống đực, mới là cái điều đau đớn nhất cho cái phái là phái nam của người Việt Nam. Thì mời anh có ý kiến à? Dạ thì nói chung là trong cái video clip này thì chú cháu mình phân tích trên cái vấn đề khách quan để khán giả người ta nhìn nhận thôi về những cái nhân vật này, là cũng có liên quan cái drama này, tại vì có một cái sự so sánh liên tưởng với chồng của chị Loan thôi, còn cái chuyện của họ làm thì kệ của họ. Một cái thông tin vui là hôm qua thì trong cái sinh nhật của bé Bill thì ở đài gia đình số 5 đã có một cái ngày họp mặt rất là vui vẻ, có chị Ni, Má Tư, rồi Hồng Loan, rồi rất nhiều nhân vật Linh Tý, Bích Trâm rất là đông vui. Một cái khoảng thời gian mà nhà số 5 trải qua rất nhiều những cái biến cố, từ những cái kẻ hai hàng, quay xe, nội gián này kia các kiểu. Thì hôm qua chị Ni cũng đã lên hát và giao lưu, mọi người cũng thấy được chị Ni chúng ta hôm nay rất là vui vẻ, rất là an lạc, rất là bình an. Thì nhiều người cũng thấy rất là vui, mọi người cũng chụp chung một cái tấm hình lưu niệm, khẳng định củng cố thêm căn nhà số 5 bây giờ đang rất là an toàn, rất là an tâm, và cái câu chuyện pháp lý là hoàn toàn là có cơ sở để mà giành chiến thắng. Thì chú có chia sẻ thêm gì về cái nhân vật chị Ni không ạ? Dạ thì nói chung nó có như thế này, thì người Việt Nam Á Đông chúng ta tôn trọng về cái thuyết nhân quả của nhà Phật, thì chúng ta làm cái gì gieo trái lành thì chúng ta sẽ gặp cái quả ngọt. Thì thật sự ra thì không gì ngoài hơn con gái anh Năm cũng là một người con hiếu thảo, với một cái hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nghèo khó toan tính âu lo cho cái gia đình, một mẹ năm con lúc bấy giờ, rồi lại làm được một trọn cái chữ hiếu. Thì cái tất yếu bây giờ thì là chị mớm sẽ nhận được những cái niềm vui của những chị em đâu đó ở trong xã hội và của chị đi, để là đó là cái vấn đề là
tất yếu mà Hồng Loan sẽ hưởng được cái hạnh phúc vui trọn như vậy. Và về hình ảnh chị Ni thì như tới ngày trước đó thì cũng bọn YouTube kia cũng có những cái so sánh chị Ni A, B, C này nọ. Á là như cái anh gì mình nhắc lại là cái anh Sòn gì nói là thân thiết với chị Ni. Thì rõ ràng là cái đến bây giờ chúng ta thấy chị Ni vui vẻ vẫn là như vậy, vẫn là gần như là một tấm lòng là giúp đỡ cho là Hồng Loan. Thì bây giờ chị Ni vẫn được vui vẻ, còn anh kia vẫn là xảo trá là xảo trá. Và mời anh có ý kiến ạ. Dạ, đó thì chị Ni cũng nói rằng sẽ giúp chị Móm xử lý dứt điểm xong cái phiên tòa căn nhà số 5 xong rồi chị cũng sẽ trở về với gia đình thôi. Ai cũng có gia đình riêng, cũng có cuộc sống riêng mà. Rõ ràng là tham gia drama này thì chị bị rất nhiều những cái điều tiếng cũng như là những cái mâu thuẫn, thù địch nó gây công kích, nó gây chia rẽ thì chị cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Mặc dù nhiều lúc là gia đình cũng muốn chị Ni rời khỏi drama như này, nhưng mà một cái người phụ nữ mà người ta có bản lĩnh, người ta gọi như là nói được làm được, thì chị hứa là giúp cho chị Móm xong thì chị cũng sẽ kết thúc trở về với gia đình thôi. Đó là cái điều tâm nguyện cuối của chị Ni, chị chia sẻ như vậy đó chú ạ. Dạ, thì trước tiên thì tôi cũng ủng hộ cái tình người và cái đạo đức của chị Ni, thì đó rõ ràng từ lâu tôi cũng vẫn ủng hộ. Đến bây giờ thì tôi cũng mong chị Ni là cố gắng vững bước còn những một vài nước thang cuối cùng để là cho là Hồng Loan thoát khỏi những cái vấn đề gọi là bất công. Rồi chị Ni cũng về với cái đời sống bình thường là một người mẹ, một người vợ, ông lo toan cho cái cuộc sống của gia đình mình. Và chúc hai gia đình chị Ni và Hồng Loan sẽ được nhiều hạnh phúc và nhiều sức khỏe và vững bước trong cái cuộc sống trong xã hội này. Và tôi cũng xin hết và xin chào ạ. Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của chú rất là nhiều. Xin chúc chú và gia đình một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, sức khỏe, bình an. Cái video clip của mình đến đây xin được tạm dừng nha. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý khán giả các video clip tiếp theo ạ.